Vậy cho hỏi, phòng hành chính ở lầu mấy vậy ạ? Lầu 9. Cảm ơn. Chưa tới tầng 9. Cảm ơn. Gì cây dù? Không có gì. Tôi tên Bảo Anh. Tôi tên Quân. Lịch làm việc chiều nay của anh khá thoải mái, cho đến cuộc họp lúc 4 giờ. Đổi lịch lên sớm hơn đi. Dạ không được. Tại sao? Tại vì 3 giờ bác gái mới từ sân bay về. Vậy đổi buổi biểu diễn thành 5 giờ cho tôi. Dạ. Yeah. Tôi sẽ cố gắng đàn hay hơn. Đàn hay hơn. Cái cô cần có là nhiều lòng tự trọng hơn. Tôi sẽ cố gắng hơn. Chuyện gì vậy? Dạ, đây là bản kiến nghị của phòng hành chính gửi lên. Có 100 chữ ký của nhân viên. Tôi không giải quyết. Mẹ có thể xem được không? Đây chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Con đã tự phá vỡ lời hứa. Nếu kiến nghị được 100 chữ ký sẽ được thực thi của mình. Mẹ nghĩ đây không phải là chuyện nhỏ. Con xin lỗi. Chắc tại con đang bực bội thôi. Xử lý theo trình tự đi. Dạ. Cô không cần phải biểu diễn nữa đâu. Và sao hôm nay cũng không cần đến đây nữa. Anh bảo vệ ơi, anh có ở đây không? Anh có ở đây không vậy bảo vệ? Anh bảo vệ! Tôi có thể giúp gì cho cô? Anh có thể giúp tôi đón xe được không? Chào bà chú, chào cậu chú. Tôi muốn nói chuyện với giám đốc. Cho tôi gặp ông giám đốc một chút thôi. Cô đi ngay, đừng để tôi kêu bảo vệ lôi cô đi. Cho tôi gặp ông giám đốc một chút thôi. Cho tôi xin đi mà. Một chút thôi mà. Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Một chút thôi. Mẹ không cần phải bận tâm đâu. Con vẫn không thể quên được sao? Dạ không phải. Chứng minh đi. Lôi cô ta đi. Tôi không làm phiền ông lâu đâu. Ông giám đốc, tôi xin một chút thôi. Cho tôi nói chuyện với ông một chút thôi mà. Thôi em đi, đừng làm khó tôi. Ông giám đốc, nói chuyện một chút thôi. Gạo nếp gạo tẻ phần 2, 21 giờ thứ hai đến thứ tư trên Vi Giải Trí. Tải ngay VION để xem miễn phí hàng ngàn nội dung bản quyền, những bộ phim ấn tượng đang được phát sóng đầu tiên trên ứng dụng VION.